Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn một cái phong cách thiết kế một cái kiểu chữ 3D rất là đơn giản như chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây Để làm được cái phần này thì chúng ta sẽ cần ôn tập lại một số cái kỹ thuật và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần bài này à, Thứ nhất thì các bạn sẽ nhìn thấy được là chúng ta sẽ cần phải tạo ra được một cái phần phông chữ Và ở đây thì đã có sẵn cái phông chữ của thầy rồi Thì cái phần này chúng ta sẽ lưu ý này À, với cái phông chữ thì thứ nhất là các bạn nên lựa chọn một cái phông chữ nó có cái nét à, đi khá là đều nhau. Cái thứ hai là cái phần phông chữ nó sẽ phải có cái độ dày đậm một chút để sau này chúng ta thêm cái, cái phần đường sơ chốc vào bên trong này thì nó vẫn tạo ra được cái hình tượng của cái phần chữ nó được tốt và hiệu quả. Sau đấy nó sẽ tùy thuộc vào cái mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ muốn làm cái phần 3D nó có cái màu chuyển như thế nào thì à, chúng ta sẽ lựa chọn cái màu à, gốc nó như thế thì nói ví dụ như bây giờ trường hợp ở đây chúng ta đang muốn cái màu chính của chúng ta nó đang là một cái phần màu cam một cái gradient theo màu cam chẳng hạn thì các bạn sẽ chọn cái đối tượng của chúng ta nó đi theo cái sắc à, từ cam đỏ như này các bạn sẽ tạm thời nhân bản cái phần này lên tương tự là chúng ta cũng sẽ nhân tiếp một cái phần chữ nữa ở phần này và chúng ta sẽ thu nhỏ cái đối tượng ở phía dưới này của chúng ta lại để làm sao cho nó sẽ được thu nhỏ lại một cách hợp lý ở cái phần này thì chúng ta sẽ chú ý là các bạn sẽ để cho cái phần chữ phía dưới của mình nó có một cái màu nhạt hơn rất là nhiều để chúng ta có thể làm được cái hiệu ứng gradient chuyển hai cái phần này với nhau và nếu như ai tính ý một chút thì để làm cho cái phần chuyển này nó được hiệu quả thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần lệnh nó có tên gọi là plan thì đây là một trong những cái nhóm lệnh mà chúng ta đã dùng rất nhiều ở các cái ứng dụng rồi thì ở đây thì các bạn sẽ chọn cả hai đối tượng này chúng ta vào object và các bạn sẽ chọn cho thầy cái phần plan và chúng ta sẽ chọn cho thầy cái phần make lúc này nó sẽ tự động tạo ra các cái đối tượng gọi là chuyển thể từ hai cái phần chữ này với nhau thì vì hai cái phần này nó giống nhau về loại phông rồi nên nó sẽ chuyển thể về kích thước và màu sắc lúc này các bạn quay lại phần object chúng ta vào phần blend và các bạn chọn blend option chúng ta sẽ chuyển cái hộp thoại ở trong blend option này về cái phần special step lúc này chúng ta sẽ tăng cái phần này lên thì các bạn sẽ nhìn thấy bắt đầu nó đã có được cái hiệu ứng chuyển như chúng ta mong muốn à, để cho cái phần chữ của chúng ta nó được đúng và hiệu quả thì lúc này các bạn sẽ chọn cái công cụ direction à, của chúng ta ở đây direct selection và các bạn sẽ click vào cái biểu tượng này và chúng ta sẽ kéo các cái vị trí để nó thay đổi được cái vị trí bắt đầu của cái phần à, chữ ở à, phía dưới và trần chữ ở phía trên sau khi mà chúng ta có được cái phần này rồi thì các bạn sẽ lưu ý là à, với cái phần chữ gốc ở phía trên này thì sau khi mà đã xác định được cái kiểu phông chữ thì các bạn cũng có thể là sẽ tận dụng thêm nó có rất nhiều cách nhưng mà ở đây thì thầy sẽ dùng một cái cách mà nó cũng có thể giúp cho các bạn có cái cách triển khai tốt hơn ở các cái phần làm kỹ thuật khác. Lúc này chúng ta sẽ chuột phải, create to outline để biến cái chữ lớp này thành một cái đối tượng vector bình thường. Và với cái trường hợp đối tượng vector này thì các bạn sẽ vào phần object và chúng ta sẽ chọn cho thầy cái chế độ pass và chọn cho thầy cái offset pass. Lúc này nó sẽ cho chúng ta ra được một cái phần thông số ở phần offset. Nếu như các bạn cộng lên thì nó sẽ mở rộng cái phần hình của chúng ta ra, còn khi mà chúng ta giảm thì nó sẽ uh, trừ cái phần hình của chúng ta đi. Lúc này bản chất nó sẽ là ra một cái chữ hoàn toàn mới ở phần trên này. Lúc này chúng ta chỉ cần linh hoạt, chúng ta thông minh một chút, chúng ta sẽ tắt cái phần chữ này đi và các bạn sẽ cho thầy thêm một chút cái giá trị sụt chốc màu trắng ở đây nó tăng một chút đơn vị lên thế là rất nhanh chóng chúng ta đã có thể là sẽ tạo ra được một cái phần chữ của mình lúc này các bạn chỉ cần để cái phần này nó khớp lên với cái nội dung chữ mà chúng ta đã có ở phía dưới thế là rất nhanh chóng chúng ta đã có thể tạo ra được một cái hiệu ứng như chúng ta có thể nhìn thấy ở trong cái phần đầu bài thầy đã chia sẻ cho các bạn thì chúng ta cũng sẽ lưu ý là nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta cần Điều chỉnh thì các bạn cũng có thể lựa chọn lại cái phần màu ở phía dưới để chúng ta sẽ làm lại cái lệnh blend để làm sao cho nó đẹp và nó hiệu quả. Cũng như là các cái phần chữ ở đây khi mà các cái phần chốc nó chưa được tốt thì chúng ta cũng tăng giảm lên. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rất nhanh chóng là chúng ta đã làm xong một cái phần hiệu ứng của mình rồi. Kết hợp thêm một cái phần nền nó hơi nhẹ nhẹ một chút kiểu màu hồng nhẹ một chút phớt nữa thì chúng ta sẽ thấy được là cái bài của chúng ta nó sẽ có cái tính hiệu quả như này. Ở đây thì sẽ có một số lưu ý là khi mà chúng ta tạo step ấy, những bạn nào mà muốn cho nó đẹp hẳn thì chúng ta sẽ tăng cho nó nhiều hẳn lên. Nhưng đồng nghĩa với việc là cái file nó cũng sẽ nặng hơn một chút. Còn với những bạn nào mà cảm thấy nó vừa đủ rồi thì chúng ta sẽ tăng nó một cách vừa đủ để hiệu quả thôi. Chúng ta có thể thử các cái góc độ ở đây để chúng ta có thể là sẽ điều chỉnh được các cái hướng của cái 3D để nó sẽ tùy thuộc theo cái mục đích thiết kế của chúng ta để chúng ta có thể điều hướng được cái nội dung nó phù hợp trong cái phần bài của mình. Đây là cái cách mà chúng ta thêm một cái cách nữa để chúng ta có thể làm 3D, vừa kết hợp plan, vừa kết hợp gradient và vừa kết hợp cả cái phần góc độ cũng như cái chốc ở trong cái phần offset path nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài giảng tiếp theo.